Mà trời chứ lại. Mày đi lấy cái khẩu trang mình rồi mày đeo vô đi chứ mày khỏi ngồi nó mày chỉnh. Rồi bây giờ ha, cái phần đó mà họ chỉ ngọc sao Mỹ sao nè. Dạ. Bây giờ cắt tóc ngang là chia làm đôi nè. Tóc mà nhiều quá, im nghiêm túc nè. Chơi nước thôi. Tóc mà nhiều quá là mình chia làm mấy? Tóc nhiều chia làm 3, tóc vừa vừa chia làm 2. Tóc ít thì khỏi chia. Cắt cái bạn nghe. Kêu khách cúi xuống một xíu. Cứ kêu chưa? Nghiêm túc không có giỡn nè. Nè. Bắt. Thí dụ đi bây giờ đây. Cái phần này là cái phần chia làm đôi đúng không? Thì bây giờ mình muốn cắn cắt để lấy cái điểm chuẩn. Cái điểm chuẩn thì mình lấy bên đây một miếng, hiểu không? Điểm chuẩn thì mình lấy bên đây một miếng, mình lấy bên đây một miếng nữa là mình có một cái lớp nằm chính giữa, không? Rồi mình chải nè. Từ trên chải xuống nè, cắt ngang nè. Cắt ngang nè, cắt một đường ngang nha. Có được một đường ngang rồi đúng không? Có một đường ngang rồi thì cái này là cái điểm chuẩn cho những cái tép tóc tiếp theo. Bây giờ cái tép tóc tiếp theo thì mình bắt rồi mình thấy điểm chuẩn chưa? Chải là chải về đằng sau không độ cái lượt ngang, nằm ngang nha, không có được xéo, không được có gì chứ, phải nằm ngang nè. Thấy điểm chuẩn không? Thấy điểm chuẩn, thấy thì trả lời. Thấy điểm chuẩn chưa? Đó. Rồi bên đây điểm chuẩn, bên đây thấy điểm chuẩn chưa? Cắt theo cái điểm chuẩn nè, thấy không? Mà mình cắt là mình không có được cắt một cái bụp, mà mình cắt từ từ đi vô. Rồi tiếp theo chải tóc là chải nè, cái sợi tóc nó nằm ở vị trí nào thì nó nằm luôn ở vị trí đó. Tóc cộng sợi tóc này nó nằm vị trí này thì đi xuống đây nó cũng vậy, nó không có được xéo, hiểu không? Không hiểu thì nói để dạy lại nha, không có được xéo. Nè mình chải ra, mình cắt một đường thẳng ha. Cắt một đường thẳng vậy là mình có cái tóc thẳng hết trơn rồi đúng không? Cái lớp nào nó cũng thẳng vậy là có hình dung được là cái lớp này nó thẳng chưa? Thẳng hết rồi, kiểm tra lại coi nó có xéo không. Nó hơi xéo thì mình chỉnh lại. Chỉnh thì cũng vậy, nhớ là cái lượt lúc nào cũng ngang hết nha. Rồi có được cái lớp ở dưới ngang rồi thì mình thả xuống. Mình xịt nước cho nó dễ cắt, xịt nhẹ nhẹ vậy thôi. Rồi tiếp theo cũng bắt cái lớp chính giữa. Bây giờ ở dưới nó là cái điểm chuẩn rồi thì mình cứ thế mình làm tới thôi. Chải cái sợi tóc lúc nào nó cũng từ trên chải xuống nha. Rồi có cái đường chuẩn chưa? Cái tóc này là nó mỏng quá nhưng mà có cái đường chuẩn thì mình cứ đi tới mình tiếp theo, hiểu không? Rồi tóc tiếp theo đưa lọn tay vô. Ví dụ mình bắt gì đây, bắt bự quá thì mình lấy cái lực mình gạt nó qua một bên, đưa vô. Nó có mấy sợi nè. Rồi ở đây cũng vậy, chải ngang, nhớ là chải ngang nha, không có được chải ngang, không có được mà chải xéo. Chải xéo như vậy là sai. Lúc nào tóc nó cũng về, nó về phía sau, cái lượt nó phải thẳng nha. Cắt là không có được, không có được cong rồi cứ quẹo đi chân, thì là mình có được cái tóc ngang ở sau rồi đó. Mình bây giờ mình ra phía trước nè, phía trước mà lỡ tóc người ta ít quá thì mình không cần phải, mình không cần chia, còn tóc nhiều quá mình cứ chia ra làm nữa cũng giống như ở đằng sau vậy đó. Nhưng mà lúc này khách người ta ngước lên, ở cắt ở đằng sau thì cho cúi xuống, còn cắt ở trước thì cho ngước lên. Rồi chải đưa về đằng sau hết, chải đúng góc độ, hiểu không? Kẹp xong rồi đưa về đằng sau nè. Mình đứng bên hông mình chải. Mình chải xong rồi mình đưa về đằng sau. Nó cắt. Cắt một đường ngang. Rồi hạ xuống. Cắt tiếp. Tại cái tóc này nó ngắn quá nè. Hình dung được không? Có hiểu không?
Cái này một hồi cắt đó là mình để cao mình. Cái gì? Mình cắt dài lên, mình cắt cao lên. Một hồi Hiếu có cắt á, một hồi có cắt lại cắt cao, bỏ lên một khúc như này nè mới biết đường cắt. Chứ đừng có tiết tóc mà cắt chút xíu cũng không có xi nhê đâu. Mình thấy chưa, thấy được cái điểm chuẩn chưa? Thì tắt cắt theo, chảy từ chảy ra sao hết chứ không có được chảy cong. Ở đây cũng vậy, thì bớt xuống là mình có tóc ngang hơn sao hết trơn rồi đúng không? Giờ mình kiểm tra nè, lúc này mình kiểm tra là mình chảy xuống hết, không có chia ngôi chia ngối gì hết trơn đúng không? Đó, mình chảy vậy sao mình coi coi có cái cọng nào mà nó không ngang không, không ngang thì mình cắt, nó bị dư đó. Chứ cái này mình cắt ngang rồi nó bị dư đó, chỉnh, chảy chảy tứ phía luôn, chảy qua đây bên phải, chảy qua bên trái, bên trái chảy qua bên phải, coi nó có cọng nào dư ra không, có cọng nào dư thì mình cắt. Cái này là mình kiểm tra đó, nhiều khi mình cắt nó cũng còn sót về 2-3 cọng gì đó, cái nó cong về tao nói cắt không có kỹ thì mình kiểm tra. Nó đâu mất nhiều thời gian rồi. Tóc ngang này nói nó dễ nhưng mà nó cũng không dễ, chỉ cần mình sai góc độ thôi là nó đi một hướng rồi đó. Khách cũng vậy, nó không có cho người ta nhúng nhích nha. Người ta mà nghiêng đầu á là mình phải chỉnh cái đầu liền, mình chỉnh cái người ta bằng hai cái lỗ tai nè, mình cầm cái tay vô hai cái lỗ tai nè. Ví dụ nhiều khi người ta không biết, người ta nói chuyện hoặc người ta say đi đâu đó, người mình đang cắt mà nhiều khi người ta nói chuyện điện thoại cũng vậy nữa, mình cũng chỉnh lại. Tại vì nếu người ta nghiêng qua đây là bắt đầu nhả về là nó xéo, hiểu không? Nó với lại mình chảy cái góc độ tóc nè, nhớ cái này nè. Cái lúc mà mình chảy góc độ á là cái sợi tóc nó nằm ở đâu? Cái sợi tóc nó nằm ở đâu thì là nó nằm ở vị trí đó, không có lôi nó đi tùm lum. Bây giờ chị chảy đây. Nhưng mà cưng kéo về đây cưng cắt nó có đúng không? Không đúng đúng không? Thì mình kéo về đây đúng không? Thì phải như vậy sao? Phải ở đây mới là đúng góc độ của nó, sợi tóc nó nằm suông thẳng xuống. Rồi dĩa ở bên đây, tới lúc mà mình cắt cái góc này mà chảy về đây có đúng không? Không. Đúng có nó không? Xéo đúng không? Vậy thì ở đây là đúng không? Đúng. Rồi dĩa đặt cái lược gì đúng không? Không. Sai lý do? Nó không thẳng. Thì nó phải thẳng thì mình phải hình dung được cái đầu nè. Nè, cái đầu của người ta nè, cái lược nè, đi thẳng xuống nè, cái lược nằm ngang xuống cái cổ nè, hiểu không? Bây giờ mình cắt cái đầu giả thì mình lấy cái trung tâm là cái cây này đi, là cái cục này nè ha, đặt cái đầu xuống giữa trung tâm, vì cái cục này là cái chính giữa. Thì mình lúc mà mình cắt đó, là cây lược là mình canh theo cái cây này nè. Nói chung là cắt trên đầu thiệt nó sẽ dễ hơn trên đầu giả, nhưng mà đâu mình mới học mà ai đưa đầu thiệt cho làm, thì cứ canh nè. Bây giờ chảy nè, chảy như vậy nè, canh nhìn thử coi hả, cắt đúng chưa, nghe không, như vậy sai không? Sai. Rồi chảy ơn trước cũng vậy nữa. Chảy ơn trước nước lên, nhớ không, nước đầu người ta lên, chảy đúng vị trí xong rồi đưa ra làm sao, hiểu không? Ơn trước cũng vậy, đưa ngang ra làm sao, hình dung đi chứ. Rồi cắt đi, sai gì chỉ thêm hỏi khách đây làm gì thôi. Chị ra hỏi ha. Làm gì vậy? Rồi nữa ha. Rồi giờ Hiếu cắt trước đây. Hiếu chia tóc cắt đi. Cắt cầm cái kéo nè, thọt cây tay vô cầm kéo nè. Cầm kéo cắt nè. Cắt là ví dụ như mình bắt tóc đúng không? Mình bắt tóc, mình cắt thì mình đưa cái ngón ra, mình để cái tựa cái điểm kéo nè, tựa cái điểm kéo mình cắt nè, mình cắt nhí từ từ vậy nè, chứ đừng có làm một cái phục vô đây là, hiểu không? Cắt từ 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 từ, cắt từ từ, cắt từ từ tới nè, biết không? Chứ đừng có đưa vô cái bục gì nha, cắt từ từ tới vậy đó. Rồi tập đi, cầm kéo cầm sao, cầm kéo làm sao, cầm em cầm kéo
cầm kéo cái ngược rồi đó cha.